Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ tư, ngày 8 tháng 8 năm 2018 có những nội dung chính sau. Gặp mặt giao lưu đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đồng Hới năm 2018. Phát triển nền nông nghiệp hiện đại bền vững. Xã Cảnh Hóa chủ động công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Nằm trên trục hành lang kinh tế Đông Tây, với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, có sân bay, cảng biển, đường bộ, đường sắt, đường sông, Quảng Bình là địa phương có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển du lịch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, khai thác chế biến thủy hải sản, vật liệu xây dựng, năng lượng điện. Những năm qua, Quảng Bình được đánh giá là một trong những địa phương có môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất của Việt Nam, là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư. Với chủ đề Hợp tác và phát triển bền vững, Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2018 sẽ có trên 500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Đây là diễn đàn để các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh tại Quảng Bình. Dự kiến số dự án được cấp phép đầu tư ký cam kết thực hiện tại hội nghị sẽ đạt trên dưới 3 tỷ USD, tương đương trên 66.000 tỷ đồng Việt Nam. Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình 2018 sẽ góp phần khẳng định thương hiệu Quảng Bình là điểm đến đầu tư hấp dẫn, qua đó tạo ra các lợi thế vượt trội của Quảng Bình, trong đó phát huy các giá trị xanh, tăng trưởng xanh đối với kinh tế của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 8 tháng 8 năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi gặp mặt giao lưu đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tham dự buổi gặp mặt giao lưu về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Về phía thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi gặp mặt giao lưu, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đồng nhiệt chào mừng cả đồng chí lãnh đạo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố Hồ Chí Minh đã đến và gặp mặt giao lưu với tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh đã giới thiệu khái quát về tình hình đời sống và sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình. Theo đó, tỉnh Quảng Bình có hai dân tộc thiểu số chính là dân tộc Bru Vân Kiều và dân tộc Chứt với trên 5.000 hộ và 23.000 nhân khẩu. Đồng bào cả dân tộc thiểu số của tỉnh Quảng Bình chủ yếu sinh sống thành cộng đồng ở 106 thôn bản thuộc 17 xã miền núi vùng cao của các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy. Tại buổi gặp mặt giao lưu, cả đại biểu đã khẳng định trong những năm qua thực hiện công tác dân tộc và kết luận của đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc tại địa bàn tỉnh Quảng Bình và thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả nổi bật toàn diện trên các mặt công tác. Hiện nay, tình hình kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của hai địa phương đã có bước phát triển, đời sống của đồng bào từng bước được nâng lên. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương đồng bào dân tộc tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh. Nhiều già làng, trưởng bản, người tiêu biểu có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã trở thành những tấm gương sáng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc đối với đồng bào dân tộc. Buổi gặp mặt giao lưu giữa đồng bào dân tộc thiểu số giữa tỉnh Quảng Bình và thành phố Hồ Chí Minh là dịp để gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, qua đó thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đồng bào cả dân tộc thiểu số của hai địa phương, thể hiện truyền thống đoàn kết, cách mạng, phấn đấu vươn lên, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Bình ngày càng phát triển. Hôm nay ngày 8 tháng 8, Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Ninh. Đoàn đã hỗ trợ kinh phí xây dựng hai nhà tình nghĩa cho hai hộ nghèo ở xã Trường Xuân.
mỗi hộ 40 triệu đồng để làm nhà và một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 100 hộ dân trên địa bàn xã. Dịp này, đoàn công tác cũng tặng thêm 40 triệu đồng và 80 thùng mì tôm cho các hộ gia đình là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Bình. Tổng số tiền mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho người dân Quảng Bình lần này là hơn 200 triệu đồng. Đây là nguồn động viên quý giá, góp phần giúp đỡ động viên các hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Trong dịp này, đoàn công tác đã đến dâng hương tại đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, vị tướng đặt nền móng hình thành vùng đất Sài Gòn gia đình tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh. Hôm nay ngày 8 tháng 8, Ban dân vận tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa đã tổ chức lễ khánh thành nhà tình nghĩa cho bà Hồ Thị Phương ở bản Hà Nông, xã Dân Hóa. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy. Được biết, bà Phương hiện nay tuổi đã già, sức khỏe yếu, lại sống một mình, không con cái, không có nhà ở, nên nhiều năm qua phải đi ở nhờ các gia đình trong bản. Ban dân vận và Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích 50 triệu đồng từ quỹ mở rộng công đoàn để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Hồ Thị Phương, giúp bà vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Tại lễ khánh thành, lãnh đạo Ban dân vận, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban dân vận huyện ủy Minh Hóa và xã Dân Hóa cũng đã trao cho bà Hồ Thị Phương một số vật dụng khác để bà sử dụng trong sinh hoạt. Sáng nay ngày 8 tháng 8, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Quảng Bình đã tổ chức khai mạc cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đồng Hới năm 2018. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì và phát biểu khai mạc. Dự lễ khai mạc có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Man, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Đồng Hới. Với chủ đề chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ thành phố. Cuộc diễn tập sẽ được tổ chức trong 3 ngày và chia thành 3 giai đoạn, gồm chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Phát biểu chỉ đạo khai mạc diễn tập, đồng chí Trần Tiến Dũng đã nhấn mạnh, cuộc diễn tập lần này là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với việc thực hiện nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ trong tình hình mới. Đồng thời cũng là dịp để huy động và biểu dương sức mạnh tổng hợp của các lực lượng. Thông qua đó, để không ngừng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của các lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Đồng chí yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cơ quan chức năng, bảo đảm thực hành cuộc diễn tập đúng ý định, sát thực tế và đạt mục đích yêu cầu đề ra. Hôm qua ngày 7 tháng 8, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện việc sáp nhập hợp nhất thôn bản tiểu khu trên địa bàn huyện. Hiện tại, trên địa bàn huyện Minh Hóa có 135 thôn bản và 9 tổ dân phố. Những năm qua, hoạt động của thôn bản tổ dân phố trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ vững đoàn kết, góp phần phát triển sản xuất, xây dựng và phát huy truyền thống tốt đẹp của địa phương. Việc tổ chức sáp nhập nhằm phát huy vai trò tự quản, tự chủ, hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Hiện nay hầu hết các xã trên địa bàn huyện Minh Hóa đã xây dựng được đề án sáp nhập và đang trong quá trình triển khai thực hiện. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về một số khó khăn khi triển khai việc sáp nhập, như địa hình dân cư chia cắt, các hộ dân sống rải rác, tâm lý của người dân, các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính sau khi sáp nhập. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa đã thống nhất các nội dung, việc triển khai thực hiện đề án sáp nhập thôn bản tổ dân phố cần đảm bảo chặt chẽ các yêu cầu đã được đề ra, tổ chức thực hiện đầy đủ theo quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình trong nhân dân để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả. Sau khi sáp nhập, cần đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ ở địa phương, tránh tình trạng mất đoàn kết, xáo trộn. Việc sáp nhập thôn bản tổ dân phố trên địa bàn huyện là nhiệm vụ quan trọng. Do đó các địa phương, đơn vị, nhất là người đứng đầu cần nêu cao vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt chủ trương đã đề ra. Hôm nay ngày 8 tháng 8, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông
cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người phát ngôn của các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu một số nội dung gồm kỹ năng tiếp xúc và làm việc với báo chí, xử lý thông tin được báo chí nêu, xử lý khủng hoảng truyền thông và nội dung của Nghị định số 09 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông. Hội nghị nhằm tăng cường nguồn thông tin chính thống kịp thời cho các cơ quan thông tấn báo chí, khắc phục những hạn chế của báo chí do thiếu thông tin hoặc thông tin thiếu chính xác, tác động không tốt đến đời sống xã hội. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Phát triển nền nông nghiệp hiện đại bền vững. Xã Cảnh Hóa chủ động công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trong tháng 7 năm 2018, các hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn còn xảy ra. Hàng hóa vi phạm được phát hiện chủ yếu gồm lâm sản các loại, vật liệu nổ, thuốc lá điếu nhập lậu. Trong tháng, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 305 vụ vi phạm. Tổng số tiền phạt hành chính, tiền phạt bổ sung, truy thu thuế và tiền bán hàng tịch thu ước tính gần 5 tỷ đồng. Trong đó, tiền xử phạt vi phạm hành chính là 1 tỷ 250 triệu đồng, tiền truy thu thuế, tiền phạt bổ sung là 3 tỷ 250 triệu đồng, tiền bán thanh lý hàng tịch thu hơn 200 triệu đồng. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thành viên tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chú trọng công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, sản xuất nông nghiệp ở Quảng Bình tiếp tục phát triển, nông thôn đổi thay tích cực, thu nhập và đời sống của nông dân được cải thiện, góp phần quan trọng về phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội, vai trò lãnh đạo của Đảng được nâng cao. Đến nay, nông nghiệp phát triển ổn định, giá trị sản xuất ngày càng tăng, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch đúng hướng, khai thác xa bờ phát triển mạnh, nuôi trồng thủy sản chuyển sang hướng thâm canh bền vững. Lâm nghiệp từng bước được xã hội hóa, các tiến bộ khoa học kỹ thuật được đưa vào sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày càng tăng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nông thôn. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2017 đạt 24,84 triệu đồng một năm, tăng gấp 3,5 lần so với năm 2008. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh còn 9,48%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào rộng khắp, đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo được sự nhận thức đối với các cấp các ngành, đặc biệt là đã khơi dậy vai trò chủ thể, tạo niềm tin, tự giác tham gia của người dân và cộng đồng. Số tiêu chí đạt được bình quân trên xã tăng từ 3,6 tiêu chí lên 14,6 tiêu chí, cao hơn bình quân chung của cả nước. Do được đầu tư xây dựng từ lâu nên hiện nay công trình đập khe nấp ở xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo cho việc cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đập khe nấp được đầu tư xây dựng từ năm 1986 với dung tích hơn 120.000 mét khối, có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho khoảng 30 hectare lúa hè thu của xã Yên Hóa. Tuy nhiên, do chưa được đầu tư nâng cấp nên hiện nay công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng. Thân đập đã xuất hiện nhiều vết nứt gãy khiến cho lượng nước thất thoát nhiều vào mùa khô. Ngoài ra, trải qua các đợt thiên tai nên một lượng lớn đất đá đã bồi lấp khoảng 30% diện tích lòng hồ. Cử tri và người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền với mong muốn sớm được đầu tư nâng cấp công trình này để đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên đến nay, nguyên vọng chính đáng này vẫn chưa được quan tâm giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, là địa bàn nằm ven sông Danh, xã Cảnh Hòa thuộc vùng trung tâm rốn lũ của huyện Quảng Trạch, nên hàng năm xã Cảnh Hòa phải chịu ảnh hưởng rất lớn của thiên tai. Chính vì thế, cứ vào đầu mùa mưa lũ, xã Cảnh Hòa luôn đặt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn lên hàng đầu. Xã Cảnh Hòa hiện có khoảng 1.200 hộ dân với trên 5.000 nhân khẩu sinh sống tại 7 thôn, trong đó có 4 thôn vào mùa lụt thường xuyên bị ngập sâu trong nước. Bởi vậy hàng năm, xã Cảnh Hòa đã chủ động các phương án phòng tránh. Một trong những phương án phòng tránh có hiệu quả đó là xây nhà vượt lũ. Theo đó, từ năm 2014 đến nay, bằng các nguồn vốn của nhà nước, sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, xã Cảnh Hòa đã xây dựng được 102 ngôi nhà vượt lũ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách với tổng số tiền trên 3,4 tỷ đồng. Sau khi xây được cái nhà vượt lũ thì lụt khí và lũ thì gia đình chuyển tất cả cái dụng cụ có là cái vật liệu của gia đình dùng hàng ngày, giống như kiểu là lúa mạ này,
gạo, cơm này, son nồi, nói chung tất cả cái phòng tránh tình hình lụt, có thể là trong lụt. Gia đình cũng chuẩn bị đầy đủ các cái nghi thức đó để mà phòng tránh trong thời gian lụt lụt, để đảm bảo tất cả cái nhu cầu của gia đình sinh hoạt trong hàng ngày trong thời gian bão lụt. Để triển khai có hiệu quả các phương án, xã Cảnh Hòa đã kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của xã, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo, các ban ngành đoàn thể phụ trách từng địa bàn thôn xóm, xây dựng kế hoạch công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn để các ban ngành đoàn thể triển khai thực hiện, kịp thời ứng phó với các tình huống bão lụt có thể xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân. Trên tinh thần nghe cái thông báo lụt lụt thì áp thấp nhiệt đới thì ở tại xã là luôn luôn là tuyên truyền và cử là cán bộ ở từng địa bàn là về kết hợp với thôn để tuyên truyền vận động nhân dân. Những gia đình khó khăn thì điều lực lượng dân quân cơ động và lực lượng dân quân tại chỗ ở tại thôn đó rồi đến giúp họ là chuyển di dời những nhà thấp đến nhà cao để đảm bảo an toàn cho những người dân trong khi bão lụt. Với phương châm bốn tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, xã Cảnh Hòa đang tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Là để chuẩn bị cho cái công tác phòng chống thiên tai năm 2008 thì là trước hết là địa phương đã kiện toàn lại cái ban chỉ huy của xã, còn là các thôn là kiện toàn lại cái các cái tiểu ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Sau đó đã xây dựng kế hoạch và lên phương án cụ thể theo đúng tình hình thực tế của địa phương. Đối với địa phương là đã có kinh nghiệm nhiều, cái nơi thường xuyên xảy ra bão, cho nên là cái công tác tuyên truyền đối với bão thì bà con là phải là kiểm tra và trang trọng nhà cửa này, rồi là chặt những cái cành cây có nguy cơ ngã đổ này. Còn đối lũ lụt thì có cái kế hoạch là chuẩn bị lương thực, dự trữ lương thực, thực phẩm và nước uống và cái đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Và cái công tác là di dời lên cái chỗ từ chỗ thấp lên chỗ cao. Cho nên đối với địa phương Cảnh Hòa thì công tác là chuẩn bị cho cái phòng chống thiên tai là được chuẩn bị là chú đáo. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với tinh thần nâng cao cảnh giác, chuẩn bị chú đáo về cơ sở vật chất của người dân, mùa mưa này tin rằng xã Cảnh Hòa sẽ chủ động được công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, kịp thời ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Chiến tranh đã qua đi, nhưng còn hàng trăm ngàn người nhiễm chất độc da cam dioxin tồn tại. Họ mang trong mình những căn bệnh quái ác, hình dạng cơ thể bất thường. Hiện nay, đã phát hiện thế hệ thứ tư di chứng chất độc da cam rất thương tâm. Hãy chung tay bằng cách soạn tin Da Cam gửi 1409 để hỗ trợ 18.000 đồng giúp chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin tại Việt Nam. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin về vùng áp thấp trên Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 8 tháng 8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,5 đến 16,5 độ Vĩ Bắc, 113,5 đến 114,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía đông nam quần đảo Hoàng Sa. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 9 tháng 8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, 111,5 đến 112,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100 đến 150 km về phía Bắc. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trong đêm nay và ngày mai, 9 tháng 8, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông, kèm gió giật mạnh cấp 8. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và có khả năng mạnh lên thành vùng áp thấp nhiệt đới. Ngoài ra, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, cả vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rông mạnh, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh sóng lớn cấp 1. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi cảnh báo mưa rông.
qua theo dõi ảnh radar Đông Hà và ảnh máy vệ tinh cho thấy. Hiện nay khu vực phía Tây Quảng Bình, các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy có mây đối lưu đang phát triển, mây có xu hướng mở rộng và di chuyển theo hướng đông. Cảnh báo, từ thời điểm hiện tại cho đến trong những giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển và mở rộng có khả năng gây ra mưa, mưa rào và dông cho khu vực Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch, Ba Đồn, thành phố Đồng Hới, Lệ Thủy, Quảng Ninh. Trong cơn dông, cần đề phòng có sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Bây giờ là những thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai.